Ok, xin chào anh em. Hôm nay lại có trò mới cho mọi người thử nghiệm đây. Đây là cái bộ cơ của đài Sony 1133S. Đây, cho các bác xem cái mặt trước đây. Đấy, để anh em nào chưa biết con 1133 nó là như thế nào thì đây chính là mặt trước của nó. Nó gần giống 1030 gì đó, cái đầu 4 số mà số 1 đi đầu này. Cái phần giữa này gần gần giống nhau, nhưng mà con này được trang bị một cặp loa khá là khủng đây. Đấy thì hôm nay tôi sẽ thử nghiệm lắp cái hai cái bánh tì cao su vào cái con này. Số là đây, các bác nhìn thấy đây, nó có hai cái, thì cái gốc của nó tôi nghĩ là cái này này. Cái này tôi tháo ta ra từ một cái đài Sony khác, Sony nội địa khác. Thì nó như vậy. Thì đây là cái bánh pì 10 10 mm. Đây các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Đấy, đúng 10 mm này. Thì tôi nghĩ đây là cái tốc độ chuẩn của nó. Còn cái này của cái khác là 9 9 ly. Đấy. Bây giờ tôi thử gắn cái 9 ly này vào trước nhá. Để xem tốc độ của nó như thế nào nha các bác nhé. Đây, chủ yếu làm thí nghiệm cho mọi người cho vui thôi. Tiện tiện đang lắp cái này. Ok, tôi sẽ test về cái băng huyền thoại của tôi, ông mở bà khen này. Loa ở kia. Để gắn cái volume vào để tăng volume lên, volume để đây mất. Đây là tôi lấy cái băng này là tốc độ chuẩn nha các bác nhé. Các bác yên tâm, tôi thu bằng cái đầu đất cho nên là tốc độ rất là chuẩn. Và băng này khi mở trên những cái đài Sony khác ấy, nguyên bản ấy, thì tốc độ cũng rất là chuẩn luôn. Thì bây giờ tôi sẽ thay cái bánh tì này bằng cái cỡ số to hơn, số 10. Đây chính là cái ban đầu tôi cho các bác xem này. Đấy, cho các bác xem lại lần nữa này. Đây 10 ly đây. Cái thước nó cũng cho phép sai số một tí cho nên là chúng ta cứ lấy tròn số 10 ly. Xem tốc độ nó như nào nhé. Đoạn này nó không hát, tua đi đoạn thế nào, vì nó hát thì khi giọng hát lên thì chúng ta mới biết đầu từ nó hơi mòn này. Vẫn nhanh các bạn. Chứng tỏ là nó chỉ khác nhau một chút thôi. Pulley là cái phần đây,
phần cái bánh dòng dọc của cái motor ấy, cái phần phần đồng này này, cái pulley này, tôi sẽ thay đổi cái pulley này để cái tốc độ nó khác đi. Đấy, tại vì là tốc độ số số 9, số 9 với số 10 nó không khác nhiều. Ok, vậy là anh em cứ yên tâm thay số 9 thoải mái vào đây. Nếu như chúng ta không có cái này. Tại vì là trên thị trường thì cái số 9 tôi thấy gặp nhiều hơn ở những cái đài khác. Mà đi với cái bệ này phải chúng ta phải cái cần cái lõi nhựa này. Đó, cần cái lõi nhựa này mới được nhá. Các bác lắp lõi sắt vào là phải dùng keo dính chặt vào đây. Nếu không là quay một lúc là cái thanh sắt nó đẩy đi là bật ra ngoài luôn. Đấy là cách lắp cái bánh tì của những cái loại Sony mà có cái bộ cơ như này. Ví dụ như con 715 cũng là bộ nó sử dụng một bộ cơ như vậy. Đây là con 1133. Có cái con gì nhỉ? Quên mất rồi. Đại khái là có mấy con sử dụng cái bộ cơ như này. Bây giờ tôi không thể nhớ liệt kê cho bác được, nhưng mà bác cứ đăng ký kênh theo dõi đi. Có những cái con nào có bộ cơ như vậy tôi sẽ đưa lên cho các bác xem. Rồi, ok. Đây, chính xác là cái này này. Đấy. Cái phần này khe giữa của nó là 6,5. Đấy, khe giữa của nó 6,5. Ok, tôi xem cái này nó có to hơn không nhá. Ok, cái này 5,9. Cái này bé hơn này. Cái này tưởng to hơn, thực ra là bé hơn quá. Tức là cái này chỉ bằng 6 thôi. Nhìn tưởng to hơn. Tôi thử gắn vào xem nhé. Okay. Tôi vừa gắn xong cái pulley nhựa. Đây, các bác có thể nhìn kiểm tra đây. Bây giờ tôi sẽ phải thay cái to hơn, thay cái pulley to hơn. Ở đây có một cái pulley nó to hơn này. Tôi sẽ test thử thay cái này vào xem nào. Cái này là 10 này, 10 ly này. Okay, thưa các bác, và đây là kết quả của cái việc thay pulley to nhất này. Vậy là chúng ta có kết luận là pulley càng to, tức là cái rãnh ấy, rãnh nó càng to thì tốc độ nó càng quay nhanh. Vậy là tôi thí nghiệm đã xong. Tuy nhiên là cái tốc độ tôi chỉ test cho các bác như vậy thôi, chứ tốc độ nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Ví dụ như là cái motor này, hay là bánh tì như vậy tôi nói này, và dây cura. Ok. Chiếu trong clip này tôi test với các bác về cái tốc độ của cái bánh tì khi to khi nhỏ nó như thế nào và cái pulley của cái motor. Ok, nếu các bác thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video clip tôi sẽ đăng tiếp theo về radio cassette. Ok. Ở đây là do ban đầu tôi không để ý thì tức là mới đầu là không để ý thì cái đài này đã được thay bởi cái motor 9V này này các bác này. Cho nên là cái điện áp của nó là 12V. Thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao những cái người trước chắc là họ mang sửa thay motor 9V và tốc độ nó rất là kém. Tôi đã thay pulley 6 ly vào.
tiếng của nó thì các bác vừa nghe xong. Đấy, có thể nghe mặt bên này nữa xem nào, cho nó trọn vẹn xem nào. Hơi chậm một chút nhưng mà có lẽ tôi thay pulley 6,5 vào xem tốc độ nó. Đây là cái pulley 6,5 này, Sony hay sử dụng cái pulley này 6,5 này. Đấy. Cái này tôi nghĩ là tốc độ là chuẩn nhất rồi, tôi sẽ thay vào đây. Ok, tốc độ rất chuẩn các bạn ạ. Nó không bị chậm chậm như lúc nãy đâu. Đó, đây là cái ok, đây là cái video clip xin đưa ra để đưa ra thông số, những cái thông số để cho các bác tham khảo luôn. Rằng là chúng ta có thể sử dụng cái bánh tì số 9 hay số 10. Bánh tì này này đều ok. Thứ hai, pulley chúng ta phải dùng pulley 6,5 ly, cái rãnh của nó. Thứ ba là chúng ta phải dùng cái motor đúng 12V đối với con Sony 1133 này, và dây Cura nó cũng phải hợp lý, không căng quá và không trùng quá nữa, thì lúc đó các bác sẽ có tốc độ rất là chuẩn. Ok, cái video clip này nội dung nó chỉ là vậy thôi, chia sẻ với mọi người, làm thí nghiệm nhỏ để test cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem video clip.